Hello. Cây nho của mình năm nay mình không có muốn cho nó ngọt nhiều mà chỉ để làm kiểng. Tại vì nó là một cái loại nho để làm rượu á. Chứ nó không có phải là nho để mình ăn trái. Nho để làm rượu. Cho nên ở nhà làm rượu nhiều quá rồi uống không hết. Cho nên năm nay mình không có cho nó leo lên, mình chỉ để một chút xíu này thôi. Vậy giờ nó đang kết trái nè, những cái nhánh nó mọc tua ra như vậy, mình cũng không có bỏ nó luôn, không lấy, có một chút xíu đất mà mình trồng tùm lum hết nè. Có cây mấy cây cà này mình rải hộp á, xong nó mọc lên thì nó cũng có bông, nhưng vì nó không có đủ nhiều đất và phân nên nó không có được tốt lắm. Nó được trái nhưng mà nó nhỏ nhỏ cho là ít thôi chứ không nhiều. Cà thì nó cần phải có nhiều phân nó mới có nhiều trái được, cho nên nó cần chút xíu à, tại nó ít á. Rồi hôm nay mình vừa nhìn thấy cái nhánh này mọc lên thì mình tin chắc đó là cây khoai mỡ, tại vì hồi xưa mình có trồng khoai mỡ ở đây rồi nó chết, có lẽ vì vậy mà nó vẫn còn cái củ ở dưới, xong nó mới mọc lên nữa nè. Đó, cái này là mình tin là nó là khoai mỡ nè, để coi thôi sao. Rồi cái này là khoai lang nè, mình cũng chôn mấy nhánh ở dưới á, xong rồi bây giờ mình thấy sau mấy đám mưa thì bắt đầu nó tốt nè. Này có thể cắt vô đấy để xào để luộc được nè. Có một chậu đất này tương đối là lớn cho nên mình trồng rất là nhiều thứ, trong đó có cái ớt tây capsicum, có trái nè. Tại vì nó không đủ phân á, nó chỉ cái gì nó cũng nhỏ nhỏ thôi à. Giờ là rau quế nè, rau quế hồi mùa đông chết rụi, giờ mùa xuân nó mọc tốt lên nè, nó bị mấy con ấy lên ăn đó. Nhà mình cũng có trồng mấy cái đậu nè, đậu mà loại thấp loại bụi á, nó bông hồng nhìn thấy tươi quá cho nên quay một đoạn phim ngắn, tươi quá trời luôn, tốt quá. Một chút xíu nữa cắt ạ, tại vì mình không cắt thì buổi tối mấy con ốc sên nó sẽ lên ăn hết rồi. Chút xíu nữa mình quay phim xong rồi chút xíu nữa mình sẽ cắt. Bye bye.